2 năm kể từ ngày cô diễn viên Mai Phương qua đời, cuộc sống của bé La Vi và Phùng Ngọc Huy hiện ra sao? Mai Phương tên đầy đủ là Phan Thị Mai Phương, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1985 tại Sài Gòn, mất ngày 28 tháng 3 năm 2020. Nguyên quán ở Hải Phòng, là một nữ diễn viên, người dẫn chương trình và ca sĩ người Việt Nam. Mai Phương đến với nghệ thuật từ tuổi ấu thơ. Khoảng 7 đến 8 tuổi, Phương bắt đầu tham gia đội kịch Tuổi Ngọc và gắn bó suốt khoảng 10 năm. Lúc đó, đội kịch Tuổi Ngọc đã có tiếng và lớp của Mai Phương quy tụ nhiều tài năng như Thiên Bảo, Quang Khôi, Thanh Hải, Ngọc Trai, Vũ Long. Khi đã có nhiều vai diễn ở sân khấu lẫn phim ảnh, Phương vẫn nhớ và thương về ngôi nhà cũ. Có thời gian, cô về làm cô giáo dạy múa hình thể ở đội kịch Tuổi Ngọc và tham gia diễn trở lại. Mai Phương tốt nghiệp khoa kịch nói của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Mai Phương từng lấn sân sang ca hát vào năm 2010 và tạo được những dấu ấn với những bản hit như Tiếng Chim Cầm Trong Đêm, Không Còn Nước Mắt. Ngoài ra, cô còn được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết tặng bài hát Ngủ Đi Con sau khi nghe Úc Thanh Vân kể về cuộc sống làm mẹ đơn thân, và cô hát ca khúc này tặng cho con gái La Vi của mình trong năm 2014. Mai Phương phát hiện ho kéo dài và đau nhức người trước khi chống chọi căn bệnh ung thư. Cô nhập viện vào tháng 8 năm 2018 sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Quân y 175. Tháng 9 năm 2019, do tình hình bệnh ngày càng một trở nặng, cô phải tái nhập viện để điều trị. Tết Nguyên đán 2020, do bệnh chuyển biến xấu, cô được người nhà chuyển đến bệnh viện. Mai Phương qua đời vào lúc 19 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020 tại nhà riêng, không lâu sau lễ mừng sinh nhật tuổi 35. Mai Phương từng theo đạo Phật, nhưng khi qua đời, lễ tang của cô được tổ chức theo nghi lễ của đạo Tin Lành, do ước nguyện của chính cô, cũng như của mẹ cô trước khi cô mất, và bố mẹ cô theo đạo này, cũng như cô đã tham gia các hoạt động của một nhà thờ Tin Lành tại địa phương. Lễ tang diễn ra trong 3 ngày, 29, 30 và 31 tháng 3 năm 2020. Nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên số lượng người đến viếng trong tang lễ bị hạn chế, mỗi lượt chỉ được 10 người. Vào 8 giờ sáng ngày 31 tháng 3 năm 2020, linh cữu của Mai Phương được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 4 đã tròn 2 năm kể từ ngày diễn viên Mai Phương qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và để lại cô con gái nhỏ. Câu chuyện của Mai Phương từng khiến rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè đau xót. Sau khi xảy ra biến cố này, cuộc sống của La Vi và Phùng Ngọc Huy được nhiều người quan tâm. Tròn 2 năm Mai Phương qua đời, những người bạn có hành động gây xúc động. Ngày 28 tháng 2 năm 2020, showbiz Việt nhuộm màu tang thương trước sự ra đi của diễn viên Mai Phương. Nguyên nhân khiến nữ diễn viên ra đi là do bệnh ung thư quái ác. Ai cũng bày tỏ niềm tiếc thương, đau xót trước sự ra đi quá bất ngờ của Mai Phương. Đến nay, cứ mỗi dịp sinh nhật hay giỗ của cố diễn viên, nhiều bạn bè và đồng nghiệp sẽ dành thời gian để cùng nhau thăm mộ hay cúng cơm cho nữ nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Tháng 8 năm 2018, thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi khiến nhiều người không khỏi xót thương. Cho đến tháng 3 năm 2020, Mai Phương qua đời sau hơn một năm chiến đấu với bệnh tật. Trước khi ra đi, Mai Phương đã kịp hoàn thành tâm nguyện đón sinh nhật và đưa con gái đi du lịch. Thời gian gần đây, bạn thân tiết lộ lời trăn trối của nữ diễn viên. Có câu chuyện bên lề mà chắc bạn bè không ai được nghe, vì thời gian đó, mỗi ngày chỉ tôi hay qua nhà Phương nên được nghe tâm sự nhiều nhất khi bạn ấy còn nhận thức và tỉnh táo. Tôi hỏi Phương, còn trăn trối gì không? Có tâm nguyện nào chưa làm được và có điều gì muốn nói không? Trước câu hỏi của người bạn, khi ấy Mai Phương đã trả lời. Khoảng thời gian 2 năm trị bệnh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời. Không phải lo chạy show, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lo tiền nhà hay trả góp xe. Được các chị em nghệ sĩ và các khán giả yêu thương đã giúp Phương giảm gánh nặng về kinh tế, yêu thương bản thân nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình, ở bên con hơn thay vì đi chạy show. Cuộc sống của bé La Vi giờ ra sao? Sau khi mẹ ruột qua đời, bé La Vi đã được ba ruột Phùng Ngọc Huy dự định đón sang Mỹ ở cùng. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, cho đến nay, bé vẫn đang sống cùng hai cô bảo mẫu ở Việt Nam. Nhóc Tỳ hiện đã 8 tuổi, được nhận xét là bản sao hoàn hảo của người mẹ quá cố vì sở hữu vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu. Con nhỏ tuổi nhưng La Vi sống rất tình cảm, hiểu chuyện
và được những người bạn của mẹ quý mến như con gái trong nhà. Gần đây, Lavi còn đi làm mẫu ảnh. Nụ cười hồn nhiên của bé khiến rất nhiều khán giả xúc động. Bên cạnh đó, Nhóc Tỳ cũng được học tập tại trường quốc tế với học bổng 100% trong 12 năm học. Ở cùng bảo mẫu, bé Lavi cũng thường xuyên được đi chơi, tham gia các hoạt động thể thao. Thỉnh thoảng, Ốc Thanh Vân cũng đưa bé Lavi đi sự kiện cùng. Con gái của diễn viên Mai Phương đã được 8 tuổi, Nhóc Tỳ được nhận xét là thông minh, lanh lợi, cùng vẻ ngoài giống y đúc người mẹ quá cố. Thỉnh thoảng, Ốc Thanh Vân, bạn thân của cố diễn viên Mai Phương, sẽ đưa Nhóc Tỳ tham gia sự kiện. Bé Lavi hiện đang sống cùng hai cô bảo mẫu và chờ ngày được ba ruột Phùng Ngọc Huy đón về Mỹ. Tình cũ Phùng Ngọc Huy thì sao? Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Phùng Ngọc Huy gây bất ngờ với khán giả khi quyết định sang Mỹ định cư. Nhiều năm sống tại xứ người, Phùng Ngọc Huy vừa nhận show đi hát vừa tìm thêm công việc ngoài để trang trải cho cuộc sống. Khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy không thể về tiễn đưa do lúc đó dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đây chính là nỗi dây dứt lớn trong cuộc đời của nam ca sĩ. Được biết hiện tại, giọng ca Nơi Nào Để Thấy Em livestream bán hàng online để kiếm thêm nguồn thu nhập. Phùng Ngọc Huy chia sẻ, lần đầu tiên bán em còn ngại lắm, tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi. Sau này mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua. Em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa, nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị ngon. Em bán thì ít mà hát thì nhiều. Phùng Ngọc Huy còn hé lộ ước mơ lớn nhất là được đón con gái Lavi qua Mỹ chăm sóc. Khi tâm sự cùng Thúy Nga, nam ca sĩ nói, bé Lavi hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn được về Việt Nam, rồi hai cho con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavi ở Mỹ, nên hiện tại em tập trung công việc kiếm tiền hàng ngày để lo cho bé. Khi hai cho con qua Mỹ, em thích chở bé đi học. Dù có vất vả, em cũng muốn có được sự vất vả đó. Phùng Công Huy tiết lộ thêm, hiện tại mình là người đang lo cho chi phí chăm sóc bé Lavi và mong sớm sẽ về Việt Nam để đón con gái về sống cùng. Dạo gần đây, Phùng Công Huy vướng tin đồn đã có bạn gái ở Mỹ. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ chưa từng lên tiếng làm rõ thông tin này. Sau khi Mai Phương mất, nam diễn viên cũng họa hình để trưng trong phòng riêng với mục đích thương nhớ người quá cố. Tình tin đồn của nam ca sĩ chính là Đăng Kim. Thế nhưng cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Ở tuổi 37, Phùng Ngọc Huy sở hữu vẻ ngoài điển trai. Nam ca sĩ có mong muốn hoàn tất thủ tục để đón con gái sang chăm sóc.